Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với MTV. Ok, mình hơi tăng động xíu tại vì mình đang được ra ngoài chơi. Thì hôm nay là ngày 21 rồi và chỉ còn 2 ngày rưỡi nữa chúng ta đã đến với Noel, Christmas Day. Các bạn đang thấy đằng sau lưng mình đó là kiểu không khí Giáng sinh ở muôn nơi đúng không? Nhưng mà mình đang suy nghĩ xem là chỗ nào thì chụp hình được. Có nhiều chỗ thì mình thấy nó hơi... gọi là sao ta, hơi sến. Có nhiều chỗ thì mình thấy chả chụp được gì cả. Nhìn hình trên mạng á, không có biết được là nó có đúng với lại ở ngoài đời không. Nên là hôm nay mình quyết tâm đi tìm thử. Thì bây giờ hiện tại mình đang ở quận 1 và đang ở Sài Gòn Center. Đây là khu trung tâm thương mại cũng khá là lớn và nổi tiếng ở Sài Gòn. Đối với mình á, thì hôm nay cái địa điểm này là cái địa điểm mà mình pick được. Tại vì mình vừa đi tìm hiểu nhưng mà có một địa điểm này mình thấy là ổn nhất trong những cái địa điểm mà ở chung quanh Sài Gòn này rồi. Đó là Takeshimaya thì trang trí Noel mình thấy, theo mình thấy nha, là khá hiện đại và kiểu vừa có không khí Giáng sinh mà không có bị sến xúa, mà chụp hình vẫn có thể là có thể up Insta được các thứ. Nên là mình recommend các bạn có thể đến Takeshimaya. Hiện tại thì thấy hơi đông tại vì mình đi vào ngày thứ bảy, biết có chụp được tấm nào không. Ok, đây là bên trong nữa nè mọi người, có nguyên một cái tower ngay giữa trung tâm của tòa nhà này luôn. Đây là tầng trệt của tòa nhà Takeshimaya nha mọi người. Mọi người có thể thấy là có nguyên một cái giống như là cái làng vậy, toàn là gấu bông và kiểu trang trí Noel và con nít rất là nhiều. Mình nghĩ là cái này mình nên đi vào buổi sáng, những ngày trong tuần đỡ hơn là thứ bảy chủ nhật như thế này, nó đông quá không biết có chụp hình được không. Bởi vì đây là một cái trung tâm thương mại thì những cái brand, những cái cửa hàng người ta bán ở đây, nên là cái khu mà để chụp hình thì nó chỉ có vỏn vẹn như đó thôi. Nhưng với mình thì cũng đủ để làm một vài tấm post Instagram, Facebook khoe bạn bè rồi. Nhưng mà mình còn hai chỗ nữa, thì ra là hai chỗ này mới đúng là hai chỗ là để trải nghiệm. Còn tại vì chỗ này là mình đi ngang qua, mình thấy thì mình note vô, mình muốn chỉ cho các bạn thôi. Còn hai chỗ tiếp theo sẽ là hai chỗ mà mình chưa biết gì luôn, chỉ thấy ở trên mạng. Và tại vì hai chỗ này là hai chỗ nổi tiếng nhất trong những chỗ trên mạng mà mình tìm ra được về không khí Noel á, trang trí Noel các thứ, nên là mình sẽ chọn tiếp theo là hai chỗ này. Đi theo mình nào. Ok, thì hiện tại mình đang ở cái địa điểm thứ hai, đó là địa điểm có địa chỉ là AA14 Thất Sơn, thì quận 10. Thì chỗ này là căn hộ của celeb, là một người cực kỳ nổi tiếng qua nhiều thế hệ rồi, đó là chú Đàm Vĩnh Hưng. Thiệt ra là mình đọc ở trên mạng, mình coi ở trên review các thứ thì người ta kêu là được đi vô trong luôn. Nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ, ủa tự nhiên nhà của chú ở, tự nhiên chú trang trí xong chú mở cửa cho người ta đi vô trong tham quan thì nó có khác gì là kiểu công viên đâu. Nhưng mà mình vẫn quyết định là sẽ tới đây tham quan thử. Thì cuối cùng mình tới đây thì mình mới biết được là ở đây chú chỉ có trang trí ở bên ngoài nhà thôi, còn không có được vô trong. Ở bên ngoài này là cây thông này, nó giáp cây thông này, cây thông xỉn luôn nha. Mình thấy nó khác chất hoàn toàn với những cái cây thông khác luôn. Và treo văn đèn lấp lánh. Đèn thì cũng là gọi là, nói chung là mình thấy nó khác những cái cây thông bình thường khác. Và ở giữa ngay cái khúc quẹo, khúc cua thì là có nguyên một cái hang đá. Cái hang đá này thì có cả tượng Chúa và tượng Đức Mẹ. Đây các bạn có thể thấy, mình không có chuyên đạo cho lắm nên là mình chỉ biết sơ sơ thôi. Nhìn lung linh lấp lánh lập lè ha. Kế bên thì có cái xe của ông già Noel, đối diện căn nhà của chú Phúc Mỹ Hưng. Đối diện căn nhà của chú Đàm Vĩnh Hưng thì là một cái nhà nguyện, có nhiều người đang cầu nguyện ở trỏng. Nên là mình thấy chỗ này không có nên làm ồn, cũng không có đông người. Hèn chi lúc mà mình tới mình sẽ, ủa sao không thấy đông người. Nhưng mà mình đứng đây một hồi thì mình cũng hiểu ra tại sao không đông người, không có ồn ào. Thì các bạn có thể đến đây ngắm thôi cũng được đó.
thì mình cảm thấy là chỗ này thì không thích hợp để gọi là sống ảo cho lắm, nhưng mà nhìn thì chiêm ngưỡng thì ok, đẹp. Đây các bạn nhìn đi. Mấy bạn nhà gì mà giàu khủng khiếp, thề luôn, giàu khủng khiếp. Các bạn phải nhìn ở đây cái cổng thôi nha, là các bạn đã thấy đó, hoành tráng rồi, nhưng mà ở trong nó giống như là một cái tòa lâu đài vậy á, là tòa lâu đài hiện đại, hiểu không? Cao lắm. Mình nhìn giàu khủng khiếp, chỗ làm gì mà nhiều tiền dữ vậy ta? Chị nằm mới được ngôi nhà như vậy, trời ơi, giàu khủng khiếp luôn. Hồi nãy mình mới nói với bạn lúc mà mình tới đây á, các bạn cũng thấy đúng không? Là nó vắng hoe không ai luôn. Xong rồi tự nhiên mình vô mình đứng mình chụp 2-3 tấm, tự nhiên giờ nồi luôn, đông quá trời đông, quá trời người luôn, chỉ đứng chụp với bức tường thôi. Đúng là mệt, mấy đứa sơn đồ hỏa nó hay vậy, kéo khách. Chú làm Vĩnh Hưng có mướn thuê nhà này mà mướn người thuê kéo khách chắc là lương cao lắm ha. Nguyện bỏ YouTube làm đứng canh cửa nha chú Đàm Vĩnh Hưng luôn. Thôi bây giờ mình đi đến địa điểm thứ ba nha. Địa điểm thứ ba thì chắc là nhiều người sẽ biết hơn, tại vì mình ít đi chơi Noel đó, nên là địa điểm này mình vẫn chưa tới. Nhưng mà mình thấy năm nào Noel năm nào cũng thấy bạn bè mình, những người mà có đạo chúa hay check in rồi kiểu đi chơi đó, nên là chắc các bạn sẽ biết. Ok, bây giờ mình đến địa điểm thứ ba thôi, không có bật mí đâu, đi rồi biết. Đây các bạn đã thấy rồi đó, mình vừa mới gọi là du hí một vòng cái địa điểm thứ ba, và địa điểm thứ ba này cũng là địa điểm cuối cùng mà mình muốn cho các bạn biết, và mình cũng là trải nghiệm luôn, tại vì mình chưa bao giờ đi cái đường này hết. Thì đây, bạn bè mình gọi đây là xóm đạo. Tới mùa Noel là sẽ trang trí hết tất cả các con hẻm này. Nãy giờ mình đi thì mình để ý là hẻm 525 này, 529 này, rồi hẻm 541, 531, 533 của đường Huỳnh Văn Bánh. Nói chung là các bạn đi dọc đường Huỳnh Văn Bánh á, cứ nhìn cho mấy con hẻm mà có dãy đèn á lấp lánh là biết đây là hẻm xóm đạo. Thì cứ đi dọc từ hẻm này qua hẻm kia thì các bạn sẽ thấy được những con hẻm lấp lánh như thế này, rồi kèm theo đó còn có những cái hang đá do người dân ở đây làm, và những cái hang đá rất là đẹp luôn. Đối với mình thì cái cảm giác mà tưởng tượng ra đêm 23, đêm 24, đêm Noel mà cùng với bạn bè á, ngồi trên chiếc xe máy chạy một dọc những con phố này, xong rồi kiểu vui vẻ với nhau thì thật là đã, tại vì cái không khí này nó mát mẻ nè, rồi xung quanh đều là đèn lấp lánh đủ thứ loại đèn, mỗi con hẻm là một kiểu dãy đèn khác nhau, nhìn rất là thích luôn. Và cứ kiểu thả gió rồi đi xe suốt những hẻm này rất là chill luôn mọi người. Nãy giờ mình đi á, mình quay thôi mà mình cũng thấy phê nữa, huống chi là những người mà kiểu thả mình vào Noel, đúng không? Mọi người cứ thử đi. Ai có xe máy nha, còn mấy bạn không có xe máy thì đừng cố gắng nha, có thể đi bộ tới đây cũng được. Thì đây là ba địa điểm mà mình muốn trải nghiệm trong cái đợt Noel này. Còn các bạn thì sao? Các bạn xem xong clip này, các bạn có muốn trải nghiệm một trong ba địa điểm này không? Hoặc là các bạn có địa điểm nào thú vị hơn, có thể comment bên dưới chỉ cho mình nữa. Còn một ngày nữa lận mà, mình muốn là Noel năm nay thì chúng ta cũng phải đón Noel trong một không khí cực kỳ Sài Gòn như thế này. Đã quá.
Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nếu các bạn thấy thích video clip này, nhớ like, share, subscribe Mel TV, cũng như là nhấn cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận được mọi thông báo mỗi khi Mel TV ra clip mới nha. Các bạn thích nhất địa điểm nào trong clip này cũng có thể comment bên dưới cho mình biết. Ok, cảm ơn các bạn. Sayonara, chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas everyone. Bye bye. Đi dạo thêm vòng nữa đi editor.